Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, TNA định vị mình bằng hệ giá trị gồm chuẩn mực từ tiện ích tới dịch vụ, từ thiết kế cho tới thi công, từ quản lý cho tới vận hành. Cam kết luôn mang lại những chính sách ưu việt nhất thị trường, góp phần nâng tầm cuộc sống cho người Việt bằng những sản phẩm giá trị, sáng tạo, dẫn đầu xu hướng. Với tầm nhìn dài hạn, TNA Holdings Việt Nam sẽ trở thành tập đoàn phát triển bất động sản thuộc top đầu tại Việt Nam và trong khu vực. TNA Holdings Việt Nam cũng là đơn vị quản lý, điều hành và phát triển độc quyền nhiều dự án chung cư cao cấp như Goldmark City, The Goldview, Goldview Complex, Gold Season, được xây dựng trên tổng diện tích 200.000 m², cung cấp tới 9.400 căn hộ, tương ứng với đó là 42.000 m² trung tâm thương mại. Ngoài hạng mục căn hộ chung cư cao cấp, TNA còn phát triển đa dạng các loại hình khác như hạng mục văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại và các khu resort cao cấp 5 sao. Goldmark City, thành phố trong khu vườn. Với hệ thống 4 quảng trường bao gồm quảng trường nước, quảng trường ánh sáng, quảng trường Ruby và quảng trường Sapphire, Goldmark City thực sự là điểm đến đáng sống, là nơi mơ ước cho một cộng đồng gia đình trẻ thành đạt. Sự đầu tư, tâm huyết bài bản từ đơn vị quản lý và phát triển dự án đã mang lại cho Goldmark City những chứng nhận kỷ lục mang tầm vóc quốc tế duy nhất tại thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội. Là dự án chung cư cao cấp tốt nhất tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2016 thuộc hệ thống Giải thưởng Bất động sản châu Á Asia Property Awards và kỷ lục Guinness tổ hợp căn hộ có nhiều quảng trường nhất Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings chứng nhận. Đây cũng chính là dự án quốc tế lớn nhất với tỷ lệ khách hàng là người nước ngoài chiếm đến hơn 15% các căn hộ giao dịch thành công. The Goldview là khu phức hợp đầu tiên mang thương hiệu TNA Holdings Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, có tầm nhìn hoàn mỹ với 1.905 căn hộ, trung tâm thương mại quy mô rộng lớn với 18.000 m², khu hồ bơi hơn 500 m², vườn treo và đài phun nước rộng 750 m², cách mặt đất 80 m, là địa chỉ lý tưởng để thư giãn, dạo chơi và thưởng ngoạn vẻ đẹp thành phố từ trên cao. Đẳng cấp của The Goldview đã được công nhận thông qua giải thưởng Asia Property Awards 2016, vinh danh là căn hộ cao cấp tốt nhất thành phố Hồ Chí Minh và giành giải 3 tại cuộc thi Techla BIM Awards 2016, nhằm tôn vinh những sáng tạo của các đội dự thi từ khắp nơi trên thế giới thông qua việc ứng dụng BIM trong xây dựng. The Goldview hội tụ tinh hoa, lan tỏa hạnh phúc. Goldview Complex là tổ hợp thương mại và nhà phố liền kề đẳng cấp, bao gồm 2 tòa tháp và 47 căn nhà phố liền kề. Goldview Complex hiện đang là dự án có chất lượng thi công cao nhất, tầm nhìn đẹp nhất và đáng sống nhất trong khu vực, được xây dựng bởi nhà thầu uy tín Cotecon. Dự án duy nhất trong khu vực sở hữu những căn biệt thự trên cao với khoảng không gian xanh độc đáo. Goldview Complex đang là điểm đến của cộng đồng cư dân năng động, hiện đại và văn minh. Goldview Complex, chuẩn cao cấp, sống chất lượng. Gold Season là sự lựa chọn hàng đầu của giới trí thức, những người thành đạt và ưa thích phong cách mỹ phóng khoáng, mạnh mẽ và cá tính, được thiết kế bởi công ty kiến trúc nổi tiếng thế giới Morabo Udel, nằm tại tâm điểm của quận trung tâm thành phố Hà Nội với thiết kế 3 khối nhà cao từ 27 đến 35 tầng. Gold Season được chờ đón mang lại cuộc sống thịnh vượng, sung túc, ngập tràn hạnh phúc với phong cách đột phá, vị trí đắt giá, nơi có tới 99 tiện ích khép kín mang tiêu chuẩn 5 sao như công viên Manhattan, vườn cổ thụ, bể bơi tràn nhiệt đới, là dự án căn hộ chung cư khác biệt nhất với kiến trúc chưa một dự án nào có được, là niềm tự hào của bất động sản Hà Nội. Gold Season, New Manhattan trong lòng Hà Nội.